Alo, Vâng, xin chào tất cả anh em. Vâng, sau 2 ngày thi đấu thứ bảy và chủ nhật tại bảng A và bảng B thi đấu hệ Thụy Sĩ để chúng ta chọn ra các cầu thủ xuất sắc nhất vào để tranh giải vô địch A và chọn các cầu thủ phong trào để vào tranh giải vô địch B. Vâng, 8 cầu thủ xuất sắc nhất ở tại bảng A và bảng B đã bước vào vòng trận đấu loại trực tiếp để tranh giải chính thức của giải đấu vô địch lần thứ 5 này. Và chúng tôi sẽ đọc qua danh sách của 8 cầu thủ ở bảng bảng A. 1 là Phí Mạnh Cường, 2 là Dương Đình Trung, 3 là Nguyễn Thăng Long, 4 là Vũ Hồng Sơn, 5 là Nguyễn Hồng Quân, 6 là Lại Việt Trường, 7 là Dương Hữu Long, 8 là Lê Anh Tú. Ở tại bảng B, 8 cầu thủ bảng B gồm có 1 là Vũ Khánh Hoàng, 2 là Nguyễn Văn Tuấn, 3 là Phùng Quang Điệp, 4 là Đỗ Quân, 5 là Quán Thanh Tùng, 6 là Trịnh Đăng Khoa, 7 là Hoàng Xuân Chính, 8 là Nguyễn Danh Quỳnh. Vâng, theo thể thức thi đấu thì đứng đầu ở bảng A sẽ gặp vị trí đứng thứ 8 tại bảng B. Và như vậy hôm nay chúng ta sẽ có trận đấu loại trực tiếp đầu tiên giữa Phí Mạnh Cường và Nguyễn Danh Quỳnh. Vâng, thể thức thi đấu 4 ván 20 phút tích lũy 5 giây, chạm 2,5. Vâng, nếu ai 2,5 điểm trước thì người sẽ giành chiến thắng. Trong trường hợp tỷ số hòa 2 đều thì chúng ta sẽ bốc thăm một ván đấu cờ chớp sinh tử 6 phút 4 phút đi tiên buộc phải thắng. Và chúng tôi cũng đã tiến hành bốc thăm cho cặp đấu này và Phí Mạnh Cường sẽ là người đi tiên ở ván đấu đầu tiên. Vâng, Danh Quỳnh sẽ hậu thủ và tôi sẽ chỉnh sửa cái tỷ số. Và cũng đã đến giờ thi đấu rồi, tôi cũng bầu hai cầu thủ bước vào thi đấu để đảm bảo tiến độ của thời gian. Và anh em bắt tay thi đấu rồi nhá. Rồi, chào bạn Tài Nguyên, chào bạn Nguyễn Văn Tú và bạn Thành Tuti và chào tất cả anh em đang bắt đầu vào theo dõi trận đấu đầu tiên tại vòng đấu loại trực tiếp của tranh giải Phương Liệt 5A. Vâng, nước đi đầu tiên của Phí Mạnh Cường là bình 7 tấn 1 và khởi binh cuộc. Chúng ta hãy chờ xem nước đánh của Nguyễn Danh Quỳnh. Vâng, Nguyễn Danh Quỳnh là một trong những bác sĩ cũng rất giỏi. Vâng, ngoài như nhiều anh em được biết là bạn rất đam mê đế chế. Vâng, thi đấu một game rất hay. Nhưng gần đây thì nhiều năm trở lại đây thì bạn này đam mê cờ tướng. Và thi đấu cờ tướng thì Nguyễn Danh Quỳnh thi đấu cũng rất tốt. Là một trong những thành viên chủ lực của câu lạc bộ Văn Phú. Vâng, chào bạn là Xuân Phạm, chào tất cả anh em. Vâng, sau nước đề pháo pháo tá pháo 2 bình 3 của bên đen, chúng ta thấy là Phí Mạnh Cường đã chủ động pháo 2 bình 5 tấn công pháo đầu. Vâng, Nguyễn Danh Quỳnh không tấn mã lên để giữ tốt đầu mà lựa chọn lên tượng để cho bên đó có thể chủ động tấn công pháo đầu. Phí Mạnh Cường chưa ra tay ngay. Vâng, bằng một nước xe 9 tấn 2 khá độc đáo của Phí Mạnh Cường. Vâng, anh em hãy like và chia sẻ giúp mình để cho nhiều anh em biết đến cái trận đấu này hơn. Vâng, tôi cũng tranh thủ chia sẻ video này lên trên Facebook để cho một số anh em có thể nắm được. Vâng, thời gian còn rất nhiều từ cả hai bên. Vâng, đến thời điểm này chúng ta thấy da đen mới quyết định lên mã thứ tốt đầu hoặc mã 8 tấn 7. Chào bạn Ngô Thái Hà, bạn ấy làm ở bệnh viện như là nếu như không nhầm thì bạn bệnh viện ung bướu trung ương các bạn. Vâng, chào bạn Út Lê, chào tất cả anh em. Các bạn. Vâng, trở lại ván đấu thì bên đỏ đã sử dụng thế trận ngũ lục pháo. Vâng, tiếp tục nó đánh dành cho bên đen. Vâng, đen đã đến thời điểm này đã quyết định lên mã. Vâng, đã khởi gần như chủ động hết cây rồi. Vâng, mã 2 đã tấn 1 lên đường biên.
Còn phía Mạnh Cường đang ngồi bên phải mà các bạn, còn thủ Nguyễn Danh Quỳnh đang ngồi bên trái cầm quân đen. Vâng, những nước liệt sĩ rất cơ bản để sau này có thể đi xem một bình 4. Vâng, vừa ra để đe dọa pháo 6. Và khả năng là phía Mạnh Cường sẽ đi mã 7 tấn 6 để khống chế xem một bình 4 của bên đen. Vâng, nước tấn pháo nên là rất hợp lý và cơ bản của thế trận ngũ lục pháo. Nguyên đen ra đi nước xem một bình 2 và nước cờ là khá hợp lý. Còn chúng ta hãy chờ đợi đường đánh tiếp theo của phía Mạnh Cường. Vâng, vị trí tốt đầu có thể khai thác nhưng khả năng là chưa khai thác ngay vì phía Mạnh Cường vẫn chưa lên sĩ. Nếu ăn vào tốt đầu sẽ bị có phản đòn, chưa ăn được. Vâng, rất chính xác các bạn Công Đỗ. Và hôm nay cũng có một bạn bạn đã chia sẻ Facebook về bài viết về Nguyễn Danh Quỳnh và rất nhiều thành tích của Nguyễn Danh Quỳnh đã để thi đấu với đế chế và bạn ấy rất xuất sắc các bạn. Và một kỳ thủ rất thông minh. Còn chúng ta nói vui chứ hầu như thường là bác sĩ thì đều đa số là đều rất thông minh các bạn, vì bên y mới có thể là làm bác sĩ được hoặc là mới ngay việc chúng ta thi vào đỗ vào trường y thôi. Vâng, vào được đại học y thường là các kỳ thủ rất các sinh viên rất giỏi. Vâng, Nguyễn Danh Quỳnh đã có một ván thắng rất quyết định ở vòng đấu bảng ở ván đấu thứ 7 hiệp Thụy Sĩ và giành chiến thắng trước kỳ thủ của Phương Liệt đó là Nguyễn Đại Thành trong một thế trận mà Nguyễn Đại Thành chiếm ưu nhưng Nguyễn Danh Quỳnh đã có những nước xử lý về tàn cuộc hay hơn và Nguyễn Đại Thành đã phải nhường cái suất này vào top 8 dành cho Danh Quỳnh. Và trước đó thì Danh Quỳnh có một ván thua cờ cũng khá đặc biệt ở vòng 6 hoặc trong cái thế trận mà Nguyễn Danh Quỳnh hơn cây nhưng mà bạn ấy mãi suy nghĩ nước cờ nước đánh mà bạn ấy bị rụng kim và đấy ván đấu đó thì bạn ấy thua kỳ thủ Dương Chí Trương của Vĩnh Quỳnh. Vâng, chào bạn Trần Văn Tùng, chào tất cả anh em. Vâng, chào bạn Đồng Minh Ngọc, chào tất cả anh em. Vâng, Đồng Minh Ngọc ở giải đấu này cũng thi đấu rất tốt và bạn ấy sẽ đã có mặt ở trong top thi đấu ở Phương Liệt 5B. Và cuối tuần này Đồng Minh Ngọc sẽ trực tiếp thi đấu. Vâng, tại giải đấu lần này thì câu lạc bộ An Phú đã có 3 cầu thủ vào tranh giải Phương Liệt A nên đều vào top 8 rất tuyệt vời. Đó là ở tại bảng A gồm có cầu thủ Lê Anh Tú và cầu thủ Dương Hữu Long. Còn tại bảng bảng B thì Nguyễn Danh Quỳnh. Trong khi đó thì Phương Liệt tham gia cũng khá đông đủ. Mà trong khi đó chỉ có mỗi cầu thủ Quản Thanh Tùng đã vào được top 8. Còn lại thì các anh em đều phải vào thi đấu ở Phương Liệt 5B. Vâng, chào anh Hồ Anh Tuấn. Vâng, như vậy là hôm nay anh em Văn Phú đang vào trên kênh để cổ vũ cho Nguyễn Danh Quỳnh. Vâng, đang chúc mừng cho chú Quỳnh giành chiến thắng. Và hôm nay đối thủ của Nguyễn Danh Quỳnh là kiện tướng quốc gia Phí Mạnh Cường.
Vâng, Phí Mạnh Cường là một trong những cái thủ hàng tướng trẻ. Vâng, tuy phong độ của Phí Mạnh Cường cũng không được ổn định, nhưng ngược lại để giành chiến thắng trước Phí Mạnh Cường đều là rất khó khăn cho tất cả các kỳ thủ. Và các kỳ thủ như Đồng Minh Ngọc, Hồ Anh Tuấn, Nguyễn Danh Quỳnh đều là những thành viên rất là chủ chốt của câu lạc bộ Quan Phố của chủ nhiệm Đặng Đình Dũng. Rất bình tĩnh, chúng ta thấy Phí Mạnh Cường đã đi sĩ 6 tấn 5. Vâng, ván đấu đầu tiên chúng ta thấy hai bên đang thi đấu khá thận trọng, vâng chưa bên nào tràn cây qua sông của nhau. Và sau đấu liên sĩ này chúng ta hãy chờ xem hướng xử lý tiếp theo của Danh Quỳnh. Và tối mai sẽ là trận đấu giữa Dương Đình Trung. Vâng, tại bảng A. Và Dương Đình Trung sẽ gặp kỳ thủ Hoàng Sơn Chính. Vâng, vô địch lứa tuổi U20 cách đây một thời gian. Vâng, Hoàng Sơn Chính đã trở lại thi đấu ở Phương Liệt và lần đầu tiên bạn ấy xuất trận và đã thi đấu rất tốt, đã vào top 8. Vâng, giải đấu lần này sẽ hứa hẹn rất nhiều kỳ thủ mới thi đấu rất tốt. Và ví dụ như là kỳ thủ Nguyễn Hồng Quân cũng và đứng thứ 5 ở tại bảng A, một bảng đấu cũng rất khốc liệt. Và đứng trên cả xếp trên cả lại Việt Trường và Nguyễn Hồng Quân đánh sẽ rất tốt. Còn kỳ thủ Hoàng Xuân Chính đã có những ván đấu rất hay với Vũ Khánh Hoàng. Pháo 8 bình 1, và ý tưởng của anh Hồ Anh Tuấn là pháo 8 bình 1 ra biên để ép đấu xe, nghĩa là dọa bắt xe 9 của bên bên đỏ. Thì trong trường hợp đấy thì người ta sẽ đi xe 9 bình 8. Thì lúc đấy thì tất cả là đều bốn bốn xe nhìn nhau đó. Vâng, vừa rồi chúng ta thấy lựa chọn của Nguyễn Danh Quỳnh đi binh 7 tấn 1. Vâng, rất nhanh chóng là bên đỏ đã chủ động tấn công pháo đầu. Vâng, sau đòn ăn mã vào thì Danh Quỳnh ăn mã lên và một đòn vật pháo lên đến từ bên đỏ. Vâng, đã hình thành thế trận pháo đầu. Vâng, bạn Đồng Minh Ngọc đang chat rất tuyệt vời. Vâng, Quỳnh hay thắng thì Club Văn Phú sẽ thưởng 5 triệu đồng và một phần thưởng rất lớn dành cho kỳ thủ Nguyễn Danh Quỳnh vì vượt qua được Phí Mạnh Cường sẽ là rất khó. Và nếu như giành chiến thắng thì sẽ là rất tuyệt vời và phần thưởng của Global dành cho anh cũng là rất xứng đáng. Và xin chúng tôi cũng xin nhắc lại các danh sách các nhà tài trợ để động viên cho giải đấu này. Và chúng tôi cùng với phối hợp với phần quỹ chúng ta còn tồn lại thì tạm thời đến giải đấu hôm nay cũng là chúng ta cũng cho cả hai giải Phương Liệt 5A, Phương Liệt 5B thì cũng là tạm vừa đủ. Vâng, rất tuyệt vời đến từ các nhà tài trợ. Và tôi xin đọc qua danh sách của các nhà tài trợ, chúng tôi cũng đã chat trên đường link rồi, anh em có thể đọc trên đường link. Vâng, anh thứ nhất anh Nguyễn Hoàng Kiên, vâng chủ nhiệm của câu lạc bộ Kỳ Hữu. Và đọc động viên cho quỹ tổ chức giải đấu 2 triệu đồng và anh Nguyễn Văn Thắng hay gọi là Thắng 99 ủng hộ cho giải nhất 1 triệu đồng và anh Nguyễn Đại Thắng cùng với đây anh em câu lạc bộ Điện Biên Phủ ủng hộ cho quỹ tổ chức giải 1 triệu đồng và anh Phạm Công Minh một CEO của tập đoàn Dô Dần Việt Nam về tập đoàn Thang Máy ủng hộ 2 triệu đồng cho đó 1,5 triệu đồng cho giải nhất Phương Liệt A và 500.000 đồng cho giải nhì và một nhà tài trợ giấu tên cũng ủng hộ cho quỹ tổ chức giải đấu 2 triệu đồng. Vâng, mà giờ Nguyễn Tuấn Dũng của Phương Liệt ủng hộ cho 1 triệu 650 nghìn đồng để mua đồng hồ. Vâng, anh Vũ Văn Tuyến ủng hộ cho quỹ tổ chức giải 1 triệu đồng. Và đặc biệt là mà giờ nữ khách ủng hộ cho giải nhất 2 triệu đồng. Và anh nữ khách còn ủng treo giải thưởng cho một số kỳ thủ nếu như mà vào để lên chức vô địch. Vâng, trong đó thì có kỳ thủ nữ Lê Thị Kim Loan 5 triệu đồng nếu vô địch. Nhưng Lê Thị Kim Loan đã dừng bước, vâng chứ không thể vào sâu được. Vâng, lại Việt Trường nếu vô địch sẽ tặng 3 triệu.
Và trong khi đó các cầu thủ như Vũ Hồng Sơn, Trịnh Đăng Khoa nếu như mà vô địch thì sẽ thưởng 2 triệu. Trong đó là Nguyễn Thành Công và Công Nủ nếu như vào sâu thì cũng vào vô địch thì cũng sẽ thưởng 2 triệu, nhưng mà trong khi đó thì Nguyễn Thành Công không tham gia được giải đấu này vì bị nhỡ. Và trong khi đó thì kỳ thủ Đinh Quang Hưng đã không thi đấu được kết quả tốt và bạn ấy đã xuống giải B. Mục tiêu của anh Đức Khách là để trao cho tất cả các kỳ thủ vô địch ở giải đấu chính như giải Phương Việt Nam A. Vâng, chào bạn Lương Quang Huy. Vâng, hiện tại thì bên mình chưa tổ chức giải cứu các bạn. Vâng, bạn Tây Độc Kiếm Giang Hồ cũng ngoài chat rất thú vị. Vâng, trận đấu tới của Phương Liệt giữa các kỳ thủ của Phương Liệt trong vào tuần tới. Trong đợt tới này, kỳ thủ Quán Anh Tùng và Vũ Hồng Sơn thì bên Phương Liệt cũng có một anh em nó trao giải thưởng, nếu như Quán Anh Tùng giành chiến thắng thì cũng sẽ thưởng 1 triệu đồng. Vâng, kỳ thủ Tạ Đức Thịnh sẽ phải gặp Đinh Quang Hưng ở trận đấu đầu tiên ở Phương Liệt 5B diễn ra vào thứ bảy hoặc chủ nhật tuần tới này. Nếu mà giành chiến thắng thì Tạ Đức Thịnh cũng sẽ nhận được phần thưởng là 1 triệu 500 nghìn đồng. Nhưng cả hai cầu thủ là đều là được đánh giá là cửa trên so với các cầu thủ của Phương Liệt. Vâng, trở lại ván đấu thì Nguyễn Thanh Quỳnh sau các cái đòn phế pháo chúng ta thấy là đã tấn xe bắt pháo đầu. Vâng, lựa chọn của Phí Mạnh Cương chạy pháo hay là ăn tượng về pháo. Nếu ăn tượng về pháo thì Quỳnh đã tiêu diệt được con pháo đầu là thì cũng rất dễ đánh cho Nguyễn Thanh Quỳnh. Còn diễn biến ván đấu vẫn đang rất khó lường. Vâng, lựa chọn thu pháo đầu về là khá hợp lý đến từ bên đỏ. Vâng, lúc này thì bên đen chắc chắn là phải tìm cách di chuyển pháo. Vâng, vào một dịp hợp lý thì bên mình cũng sẽ tổ chức bạn Lương Quang Huy. Vâng, mỗi lần tổ chức giải đấu thì phải có một sự công tác chuẩn bị nhất định các bạn. Vâng, cơ bản vẫn là phải lướt rẽ pháo và chúng ta hãy xem hướng xử lý của bên đỏ. Liệu đỏ có đi xe 9 bình 7 hay không? Vâng, nước pháo 3 bình 2 là rất chính xác đến từ Nguyễn Danh Quỳnh và anh Hồ Anh Tuấn cũng đã sát đèn đi nước pháo 3 bình 2. Vâng, sau nước này thì đen sẽ có ý tưởng để tìm cách mở pháo pháo 8 để chống xe 2 của bên đỏ cô, nghĩa là pháo 8 sẽ dọa bình bình 3, nghĩa là vượt sang tốt 7 của đối phương để dọa chiếu hết. Và trong trường hợp này khả năng là chúng ta sẽ xem là đỏ có chủ động đi bình xe giữ tốt hay không. Nếu bình xe giữ tốt thì đen sẽ lại pháo 2 bình 1 ngay. Vâng, đen thì đang đe dọa vượt tốt sang, nghĩa vượt pháo sang tốt. Vâng, nếu như giả sử ăn tốt thì đúng rồi, như các anh em phân tích, nếu như giả sử đen mà ăn tốt thì đỏ sẽ lợi dụng nước cờ bình xe bắt pháo và dọa cục ngay. Vâng, chào chú Trần Thế Anh, chào tất cả anh em. Vâng, 5B hơi buồn vì là cơ cấu thiết kế giải ban đầu thì gần như là sát nhau, không không chênh lệch nhau nhiều, chủ yếu tách ra một chút để cho anh em phải phấn đấu mạnh vào Phương Liệt 5A, vì nếu không thì nhiều kỳ thủ sẽ đánh xuống thì sẽ gây ra nhiễu loạn, vì như vậy là sẽ không phân biệt được những ai thực sự giỏi. Vì vậy là chúng ta phải có sự phân hóa, chủ yếu lệch nhất là vấn đề giải nhất thôi. Giải nhất vì là một số mạnh thường quân bầu vào sẽ bầu cho giải nhất, giải chính ấy, giải Phương Liệt 5A và nơi tụ hội của những kỳ thủ giỏi, thì mình nghĩ là cũng hợp lý thôi.
Vâng, như vậy là chúng ta thấy là sau khi lựa chọn kỹ càng thì Phi Mạnh Cường vẫn quyết định di xe 97 và rất nhanh chóng là Nguyễn Thanh Quỳnh đã pháo 2 bình 1 và đang dọa tấn xe Châu Tướng. Vâng, chào bạn Nguyễn Nguyễn, chào bạn Hương Phạm. Vâng, vòng loại thì chúng ta đá chung đấy các bạn. Vâng, thi đấu chung ở bảng A và bảng B và những kỳ thủ xuất sắc nhất vào top 8 thì sẽ thi đấu ở phương liệt 5A và các kỳ thủ được điểm số thấp hơn đến vị trí thứ 16 thì sẽ thi đấu ở phương liệt 5B các bạn. Vâng, đấy là thi đấu chung đấy các bạn. Vâng, vừa rồi thì đó là một cuộc đua của các kỳ thủ và ai vào top 8 thì sẽ thi đấu ở giải phương liệt 5A. Vâng, mục tiêu là chúng ta để tạo ra sân chơi để các kỳ thủ cọ sát với nhau. Vâng, đấy là mục tiêu chính các bạn. Vâng, kỳ thủ nào mạnh và kỳ thủ nào xuất sắc thì sẽ đánh ở giải có tính chất cọ sát mạnh hơn. Và trước đó chúng ta sẽ cho thi đấu các kỳ thủ thi đấu chung để ai cũng có cơ hội là để phát huy khả năng của mình. Vâng, rồi cảm ơn anh nữ khách. Đây anh nữ khách đã rất động viên anh em rồi. Vâng. Anh nữ khách đã động viên là ai vô địch phương liệt B anh tặng 1 triệu nhé. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, anh nữ khách đã rất quan tâm đến tiến trình của giải. Vâng, như chúng ta đã biết vừa rồi cũng giới thiệu qua. Anh nữ khách đã ủng hộ cho giải nhất của phương liệt 5A là 2 triệu đồng. Vâng, cảm ơn anh nữ khách rất nhiều. Vâng, em đã nhận được 1 triệu rồi anh nữ khách ạ. Vâng, rất nhanh đến từ anh nữ khách. Vâng, em nhận được rồi anh ạ. Vâng, cảm ơn anh nữ khách rất nhiều và cảm ơn bạn Đồng Minh Ngọc rất nhiều. Vâng, trở lại ban đầu thì Phí Mạnh Cường đang tìm cách bình pháo ra để ép đấu cây và con pháo rất nguy hiểm của bên đen và quyết định là hóa giải thế vào trống của Danh Quỳnh. Và cái bích của bên mình nó chưa được tốt lắm các bạn.
Vâng, mình xin đọc lại danh sách của Long A các bạn nhé. Vâng, đứng theo đọc theo thứ tự từ 1 đến 8. Vâng, tại bảng A đứng nhất là Phí Mạnh Cường, thứ hai là Dương Đình Trung, 3 Nguyễn Thăng Long, 4 là Vũ Hồng Sơn, 5 là Nguyễn Hồng Quân, 6 là Lại Việt Trường, 7 là Dương Hữu Long, 8 là Lê Anh Tú. Vâng, tiếp đến vị trí top 8 ở tại bảng B. 1 là Vũ Khánh Hoàng, 2 là Nguyễn Văn Tuấn, Tuấn Nam Định, 3 là Phùng Quang Điệp, 4 là Đỗ Quân, 5 là Quản Thanh Tùng, 6 là Trịnh Đăng Khoa, 7 Hoàng Xuân Chính, 8 là Nguyễn Danh Quỳnh. Vâng, 8 cái thủ bảng A sẽ gặp 8 cái thủ bảng B, đấu loại trực tiếp các bạn. Và theo thì sơ đồ là 1 đứng thứ nhất bảng này sẽ gặp thứ 8 tại bảng kia. Vâng, phương liệt B cũng vậy, và đứng thứ 9 bảng này sẽ gặp đứng thứ 16 tại bảng kia. Vâng, sau vòng đấu loại trực tiếp ở vòng 1 8 này thì chúng ta sẽ bốc thăm ngẫu nhiên các cặp đấu. Và sau những nước chuyển hóa thì chúng ta thấy là Phí Mạnh Cường đã có những nước hóa giải rất hay. Vâng, tiếp tục cái nước Bình Tốt vào để dọa bắt bí mã. Vâng, anh em hãy chat nước đánh các kỳ thủ để chúng ta cùng nhau tham khảo. Vâng, đã gần 300 anh em đã vào theo dõi trận đấu này. Vâng, cảm ơn anh em rất nhiều. Vâng, vừa rồi vật sang thì đối thủ vẫn chạy xe sang, thì vẫn chạy xe sang chóc pháo các bạn chứ không bắt đôi. Vâng, những nước chuyển cây để tìm cách cứu pháo rất hay của Phí Mạnh Cường. Vâng, sau nước này đang làm khó nhất định cho Nguyễn Danh Quỳnh. Vâng, vị trí pháo chín của bên đèn là khá xấu. Vâng, chào bạn Tam Hoàng, chào tất cả anh em. Vâng, đỏ đã có thế vào trống, Nguyễn Danh Quỳnh đã phải tìm cách thu pháo về là rất hợp lý để tạm thời kiểm soát xe 2 của bên đỏ. Vâng, nước thu pháo rất hay của Nguyễn Danh Quỳnh. Vâng, tạm thời sau này pháo 9 chỉ hơi sớm một chút thôi. Đối thủ mà có thúc bình 1 tấn 1 đuổi pháo thì pháo 9 bình 8. Vâng, nước thoái pháo kiểm chế xe rất hay. Vâng, Nguyễn Danh Quỳnh là một trong những cầu thủ thi đấu rất dẻo dai. Vâng, tạm thời chúng ta thấy là bên đỏ thì cũng chưa thể mở được ngay mã 3 vì mã 3 đang bị binh 7 đối thủ khống chế. Vâng, tấn pháo 6 lên để dọa pháo lồng thì pháo 6 phải
phải tấn 5, chứ tất cả các vị trí tấn đều vào mồm cây của bên đen. Mà tấn 5 thì nếu mà dọa cục thì cũng chưa thể dọa cục được. Bên kia bình pháo vào chiếu tướng thì bên này vẫn có những nước bình xe vào bắt lại cây. Hoặc cần thiết thì chúng ta thấy là bên đen vẫn có thể là lên tướng. Vâng, quyết định tấn pháo để dọa chiếu pháo lồng. Chúng ta thấy là để đối phó lại để nước này cho đỡ phức tạp. Thì đỏ đã đen đã chủ động lên tướng và sau đó là một nước binh pháo ra cản mã đến từ bên đỏ. Vâng, đang trực tiếp uy hiếp pháo. Và chúng ta xem chỗ này có hướng giữ cây hay chưa. Vâng, tấn pháo dọa lồng sau đó là cản và vâng, vẫn còn nước đỡ các bạn, khép pháo vào cạnh tướng, rất chính xác. Vâng, thời gian là cờ chớp cho cả hai bên. Vâng, mỗi kỳ thủ chỉ còn khoảng 1 phút 50 giây. Vâng, ván đấu đang rất rủi ro. Vâng, sau một hồi cân nhắc cho thấy bên đen quyết định tấn pháo 4 lên. Vâng, pháo 4 đang có thể đang đe dọa trực tiếp vật tốt. Vâng, trước đó thì phía bên cường đã thoái xe 2 nước để tìm cách khống chế mã 7 và xe mã 3 và xe 8 của bên đen. Vâng, tiếp tục được đánh dành cho phía bên cường. Vâng, có khả năng ý tưởng phía bên cường sẽ mở binh 3 để sau này tìm đường lên mã. Đen ăn tốt sang thì sẽ là nước tượng 5 tấn 3. Và huy động được con mã lên tấn công sẽ là rất nguy hiểm cho Nguyễn Thành Quỳnh. Ở nước này thì nước tạm thời bắt buộc đen sẽ phải ăn tốt sang và phải tìm cách khống chế mã. Hoặc sau này tất nhiên là mã 3 mà tấn 4 thì đen vẫn có nước bình pháo vào cản mã. Phía chưa cho thể mã đi được mã 4 tấn 5 chiếu dọa cực kỳ nguy hiểm. Và chúng ta thấy là 12 giây cho Nguyễn Thành Quỳnh. Và như vậy là Nguyễn Thành Quỳnh đã không giữ mã mà quyết định tấn xe bắt mã của đối phương và lựa chọn cho phía Mạnh Cường. Vâng, nếu như phía Bình Cường ăn cây này sẽ hơn cây các bạn. Vâng, ăn mã, nếu như Danh Quỳnh ăn mã thì bên này sẽ có nước chiếu tướng. Như vậy Danh Quỳnh chưa vội ăn cây của đối phương ngay mà phải chủ động chạy pháo trước và con pháo đã cuột sang tốt để dọa tấn chiếu.
Vâng, chỗ này thì Nguyễn Thành Quỳnh sẽ bị kém cây rồi các bạn. Vì người ta sẽ ăn xe ra tốt để theo pháo. Và sau đoạn này rất có thể là bên đỏ sẽ xuất tướng ra. Tướng đỏ xuất tướng ra thì vẫn đang đe dọa chiếu bắt lại pháo 6 của bên đen. Vâng, lựa chọn an toàn là chúng ta thấy là phía bên cường đã bình pháo sang Hà nội 3 để giữ mã. Vâng, vừa rồi thì nước cờ rất dễ đi là tướng 5 bình 6 bắt cây là rất dễ đánh. Mà còn phía bên cường lại không đi nước cờ này. Mà nước này thì cũng có thể đi được. Nào, chúng ta hãy chờ xem. Vâng, đây đang dọa đánh pháo lồng. Rất khó đỡ. Vâng, nước cờ này thì cũng rất khó đỡ, lại phải nước thu pháo về. Vâng, chỗ này là tấn xe chiếu là cục. Vâng, buộc phải treo sĩ, sau đó là bình pháo vào chiếu là hết cờ các bạn. Vâng, sau nước cờ này thì Nguyễn Thành Quỳnh đã phải buông cờ và 1-0 dành cho phía bên cương, và chúng ta hãy chờ đợi ở ván đấu thứ hai. Là phía bên cường đã có ván đấu cầm tiền giành chiến thắng rất thuyết phục trước Nguyễn Thành Quỳnh. Nguyễn Thành Quỳnh đã có những nước chống đỡ rất khéo léo nhưng mà không thể hóa giải được các đòn tấn công khá hiểm hóc của phía bên cường. Chúng ta hãy chờ đợi ván đấu thứ hai và hai cầu thủ sẽ đổi bên. Đã, chào bạn Xuân Phạm, mình tùy từng lúc được các bạn. Vâng, có lúc thì nhìn được, có lúc thì không nhìn được các bạn. Vâng, trong khi cờ này cũng tỉnh táo, cái thủ là phải vào những lúc tỉnh táo thì chúng ta sẽ ít sót hơn, hoặc là cái lúc mình tập trung tốt thì sẽ ít nhầm. Vâng, ván đấu này thì Nguyễn Thanh Quỳnh đã chủ động tấn công pháo đầu. Vâng, bạn Xuân Phạm cũng đang chia sẻ bên đèn đang sử dụng thế trận bình phong phế mã. Vâng, tại giải Phương Liệt lần thứ 3 chúng ta thấy là phía bên cường có một trận đấu rất đặc biệt trước kỳ thủ Trần Quang Dũng. Còn trong tình thế ở ván đấu thứ tư, ván đấu chỉ cần hòa là kỳ thủ phía bên cường sẽ giành chiến thắng, và trong trận đấu mà bạn ấy hơn cây và cuối cùng là kỳ thủ phía bên cường đã có những nước sai sót bị mất xe rất đáng tiếc và bị thua trận, và sau đó vào ván cờ trước sinh tử thì phía bên cường đã lại bị thua trước kỳ thủ Trần Quang Dũng, và trận đấu đó là phía bên cường rất buồn. Còn trong thi đấu thì rất khó lường, và hôm nay chúng ta cũng chờ xem phía bên cường với lợi thế cầm tiền, lợi thế có điểm số ở ván đấu đầu tiên, bạn có phát huy được lợi thế hay không. Còn ở ta thì với Nguyễn Thanh Quỳnh cơ hội vẫn còn nguyên dành cho anh. Vâng, chào bạn Quân Nguyễn, chào tất cả anh em. Vâng, chúng tôi cũng rất vui là tại giải Phương Liệt lần 3
và lần 4 thì là chúng tôi đều có sự ủng hộ của các mạnh thường quân ủng hộ cho quỹ tổ chức giải đấu. Và lần này chúng tôi cũng vẫn nhận được sự ủng hộ của anh em. Và lần này thì anh em hãy thường là tập trung nhiều vào cho giải đấu, vì vậy là các phần dư của quỹ của tháng trước các khả năng lần này sẽ phải ầm mất một ít các bạn. Và chúng tôi cũng phải chờ đợi sự ủng hộ thêm dần dần từ nay đến hết giải để làm sao là có dư quỹ một chút để chúng ta tiếp tục duy trì được các chủ động về các giải đấu lần sau. Và lần này chúng ta có cảm giác là tập trung hết vào giải rồi, vì chúng ta tổ chức liền chồng hai giải và cũng hơi khá tốn, nhưng quan trọng nhất là anh em thấy vui, là chúng ta thấy rất tuyệt vời rồi. Vâng, một bạn Jeju đang nói là cháu lớp 8 vào xem thế cờ. Vâng, một nước rất mẫu mực là một như các bạn đang đề xuất là bình phong phế ngựa. Vâng, nước bình xe vào bắt mã, chúng ta thấy là đèn không chạy cây mà quyết định tấn pháo hai lên. Vâng, ăn ngựa sẽ là đòn vượt pháo qua, dọa vật tượng, dọa bắt chết xe, buộc lúc đấy trong trường hợp đấy để đèn sẽ phải đỏ sẽ phải một đổi hai, và chúng ta thấy là Nguyễn Đình Quỳnh chắc chắn là sẽ không thể ăn cây ngay và quyết định là mở bình ba chưa cho bên đèn có thể đi pháo hai bình bảy. Vâng, ăn tốt sang đỏ ăn xe về thì đen lại có đường phát triển mã 7 và những nước đi rất hay của Phí Mạnh Cương. Vâng, nhưng bây giờ thì vẫn là lựa chọn cho Nguyễn Thanh Quỳnh, khả năng Nguyễn Thanh Quỳnh sẽ phải chủ động ăn mã. Là chúng ta hãy xem là nếu như ăn mã ở hình cờ này thì có ảnh hưởng gì cho bên đỏ hay không. Ăn mã thì đen sẽ lợi dụng con pháo làm căn, sẽ tiếp tục là binh 7 tấn 1 để uy hiếp mã 3 của bên đỏ. Vâng, ván đấu này sẽ rất hay đấy các bạn. Vâng, các kỳ thủ như Phí Mạnh Cường thì sẽ rất chuyên tâm về khai cuộc của bạn ấy, nắm rất vững. Và thường bạn có cả các kênh giảng trên YouTube. Vâng, đấy là do định hướng ban đầu của bạn Huyền Đào. Và kênh Cờ Tướng Phương Liệt là địa danh của ở nơi anh em của câu lạc bộ Phương Liệt sinh hoạt và cũng là địa bàn của địa phương. Vì vậy là giai đoạn đầu anh em nên đặt là Cờ Tướng Phương Liệt và cũng là gắn liền với tên của câu lạc bộ. Và nếu như mà nhiều kênh hoặc là người ta sẽ đặt một cái kênh có tính chất là đại chúng hơn. Vâng, sau này thì cái quá trình phát triển chúng tôi sẽ cân nhắc. Nhưng ngược lại thì cũng có một số kênh tên riêng nhưng người ta cũng vẫn phát triển rất mạnh. Và cái đấy thì để chúng ta cũng phải nghiên cứu các bạn. Và tên Cờ Tướng Phương Liệt cũng thành một thói quen với bản thân mình cũng vậy với rất nhiều anh em. Vâng, Mai Quyền Lân sẽ thi đấu vào sáng thứ bảy các bạn nhé.
Và không có chuyện đâu các bạn. Và anh ấy đều là anh em của câu lạc bộ đấy. Còn là một trong những thành viên rất gương mẫu của câu lạc bộ và cũng rất hay ủng hộ động viên anh em. Vâng, đỏ ăn được cây nhưng cũng phải đang tìm cách hóa giải các đòn tấn công của phía biên cương và một nước giật xe dọa bắt cây. Nước này thì phía biên cương sẽ phải chuyển pháo về. Còn tạm thời con pháo đã không cắm giáp. Vâng, bắt được cây thì hình của bên đỏ chúng ta thấy là vẫn đang khá bị động. Chưa có thể tấn công đến từ bên đen. Vâng, bạn Mai Quyết Lân là một trong những bình luận viên rất nổi tiếng của các kênh cờ tướng các bạn. Và bạn ấy có khả năng bình luận rất tốt và sự truyền đạt đến các kỳ thủ. Vâng, bạn Nguyễn Quang Huy đang tra được trên kênh bình phong phê mã mà ăn mã là hỏng rồi. Vâng, nhiều cầu thủ cũng rất tự tin ấy, cũng không không phải là không biết được các đòn đánh nguy hiểm của đối phương đâu, nhưng mà tự tin ăn, nếu như mà chống đỡ thành công thì sẽ giành chiến thắng. Còn nhiều khi các cầu thủ luôn thích mạo hiểm như vậy. Rồi, chúng ta hãy chờ xem nước đi tiếp theo của phía mạnh cường. Vâng, lựa chọn của Phí Minh Cường là quyết định là tấn xe 4 lên khóa kiều và trực tiếp con xe này đang đe dọa bắt mã 1 của bên đỏ. Còn lúc này thì đang ép cho bên đỏ phải treo sĩ và lựa chọn là sẽ treo sĩ cánh nào. Vâng, nếu như xe sĩ 4 tấn 5 thì bên đỏ sẽ cũng có lớp bình pháo dọa cục cũng rất nguy hiểm. Và pháo 3 sẽ pháo 2 bình 3. Vâng, khả năng sẽ là sĩ 6 tấn 5. Vâng, xe 4 tấn 8 các bạn. Vâng, sau nước này chúng ta thấy là bên đen cũng vẫn bình pháo vào cản mã, không cho mã 7 của bên đỏ phát triển. Vâng, trong trường hợp này nếu như đỏ đi bình 5 tấn 1 để tìm cách bắt tốt 7 đối phương để đe dọa ăn vài đôi pháo thì bên đỏ sẽ nước bên đen sẽ đi nước binh 7 binh 6. Hoặc có thể là binh đúng rồi, chắc chắn là sẽ đi binh 7 binh 6 hoặc là sẽ thu xe về để giữ tốt. Chúng ta hãy xem Danh Quỳnh sẽ xử lý ra sao. Vâng, thế trận của bên đen tuy kém cơi nhưng vẫn đang rất chủ động. Vâng, bạn Huy Lê đang đề xuất là đấu xe. Vâng, đấu xe thì chúng ta thấy là chỉ có thoái xe bắt thoái pháo bắt xe chứ chưa có nước đấu xe ngay. Vâng, vị trí xe 3 chúng ta thấy là đúng là nếu để di chuyển con xe 3 thì phải thoái một hoặc là phải xe 3 tấn 1 và sau đó mới tìm cách tiếp tục di chuyển thì mới có thể thu con xe 3 này về. Và bạn Xuân Phạm đang tra rất hay và tất cả các dòng sông bên đỏ tạm thời ngừng chảy. Vâng, Danh Quỳnh vẫn đang cân nhắc các nước đi của mình. Vâng, đen đang hình thành thế kìm kẹp rất khó chịu, còn tốt 7 đã tràn sang. Vâng, phối hợp với pháo đang kìm kẹp 3 cây ở bên cánh phải của bên đỏ. Và trong khi đó vị trí xe 3 sau khi ăn cây cũng đang khá khó đi.
Vâng, bạn Nguyễn Quang Huy đang nói là có đấu xe Ý là xe 7 ấn tượng, đối thủ ấn tượng về thì sẽ là nước Bình Pháo, Pháo 2, Bình Bình 3, Dọa Bắt Tượng, Dọa Bắt Cục và sau đó Dọa Ăn Xe. Nhưng trong trường hợp đấy thì sẽ là 1-2. Vâng, trở lại ván đấu thì Nguyễn Thanh Quỳnh đã quyết định là binh 5 tấn 1 để thăm dò đối thủ. Vâng, lựa chọn cho bên đen là bình tốt vào. Vâng, binh 7, binh 6 hoặc là xe 6, xe 4 thoái 2, giữ tốt. Còn nếu như xe 4 thoái 2 thì chúng ta thấy khả năng là chưa phải hợp lý như phân tích của bạn Hoàng Thành Trung, khả năng là xe người ta mà xe 8 sẽ pháo 8 của bên đỏ sẽ pháo 8 tấn 1. Và trong trường hợp này chúng ta cũng có thể hiểu là giả sử như đối thủ ở bình tốt vào thì bên đỏ cũng vẫn có thể đi pháo 8 tấn 1 để bắt bí. Còn nếu như cởi được chỗ này thì bên đỏ sẽ có lợi được về sau vì đỏ đang có lợi thế được hơn cây. Vâng, bạn Ngô Thanh Hà đang hỏi là Quỳnh có độ trung tá không? Vâng, trình độ Nguyễn Thanh Quỳnh là cũng hàng tá đấy các bạn. Vâng, trung tá hay không thì cũng mình cũng khá khó trả lời. Vâng, lựa chọn của bên đen chúng ta thấy là đi quyết định đi binh 7 binh 6 và sau lúc này thì đỏ đi pháo 8 tấn 1. Vâng, đang đe dọa bắt tốt. Vâng, bạn Đình Đình Quỳnh thì đang đề xuất là pháo 8 tấn 1 thì pháo bên này cũng sẽ đi pháo 9 tấn 1. Và pháo 9 tấn 1 đang đe dọa vật vào tượng các bạn. Và thời gian của hai cầu thủ đang cân bằng nhau. Và phía Mạnh Cường đang nhỉnh hơn một chút, 12 phút cho phía Mạnh Cường, sau đó Nguyễn Danh Quỳnh 10 phút. Và sau một thời gian nữa thì hai bên sẽ đi cây khá nhanh. Vâng, bạn Nguyễn cũng đang nói là cỡ tướng của câu lạc bộ An Phú. Vâng, Nguyễn Danh Quỳnh là một trong những kỳ thủ hàng đầu của câu lạc bộ An Phú. Vâng, năm nay câu lạc bộ An Phú là các anh em kỳ thủ tham gia rất nhiều các giải đấu. Vâng, mỗi năm thì An Phú tổ chức nhiều giải, nhưng năm nay thì cũng do dịch nhưng vì vậy là An Phú tổ chức cái giải, nhưng ngược lại thì các kỳ thủ cũng rất nhiệt tình tham gia ở tất cả các giải đấu mà do các câu lạc bộ cũng như các nơi tổ chức và tham gia rất nhiệt tình. Và giải thi đấu A2 vừa rồi thì cũng rất nhiều anh em câu lạc bộ Vĩnh Văn Phú đã tham gia. Và vừa rồi chúng ta thấy là lựa chọn của Phí Mạnh Cường là vượt pháo xuống tượng và bỏ lại tiếp tục bỏ cây. Và một đòn để sát cục rất hiểm hóc là sau khi vượt pháo sẽ là một đòn xuất tướng ra thì mượn mặt tướng trợ công dọa sát. Lúc này để đối phó lại này chúng ta hãy xem bên đỏ sẽ phải đối phó ra sao. Và vừa rồi Nguyễn Thành Quỳnh có cân nhắc kỹ hay không? Và vội ăn cây của đối thủ rất nhanh sau lúc đối thủ vượt pháo xuống. Và để đối phó là nước này thì sẽ phải buộc phải treo sĩ lên. Và đây là nước bắt buộc vì không có cây nào khác để che hoặc để đòi đấu. Và Danh Quỳnh đã hơn đối thủ 2 cây và chỉ bị vỡ một tượng. Trong khi đó thì đen đã có thêm được cả tốt, vẫn có tốt binh 6 đang trợ chiến.
phối hợp với lại xe 8. Rồi, phía Mạnh Cường đã bỏ hai cây để lấy thế đánh. Rồi, bạn Thanh Phương đã đề xuất là chấu chết thôi. Chúng ta thấy là Nguyễn Thanh Quỳnh đã đi 5 tấn 6. Còn sau lúc này là nước di chuyển xe đến từ bên đen. Còn đen đã bình xe vào 5, hoặc xe 8 bình 5. Vâng, đang trực tiếp khai thác con tượng 5 rất quan trọng. Và con tượng 5 vừa rồi thì đã bị chia cắt. Vâng, để giữ con tượng này chúng ta hãy xem có hướng nào giữ tượng này không. Vâng, chưa có hướng được giữ được tượng 5 các bạn. Vâng, đang đe dọa ăn tượng và nếu như về treo sĩ lên về sĩ thì không được rồi. Còn treo sĩ lên thì đen đang đe dọa bắt xe 2 của bên đỏ. Vâng, để đối phó lại như bạn Hoàng Thành Trung nói là đỏ đi pháo 2 thoái. Pháo 2 thoái 1. Hoặc pháo 1 thoái 1, pháo 1 thoái 1 giữ tượng. Vâng, khá hợp lý đấy các bạn. Và vừa chống được tốt tấn xuống mà vừa chống được xe ăn xuống. Nhưng mà tạm thời sau nước bình xe vào ngũ chúng ta thấy là đen cũng đang đe dọa ăn được sang mã của đối phương. Vì tượng cũng chưa thể ăn được về pháo của bên đen được. Vâng, sau nước bình xe vào ngũ này thì đen cũng đang vừa đang đe dọa chiếu hết. Và vừa đe dọa ăn cây. Vừa rồi thì bạn Xuân Phạm đang đề xuất là vừa rồi thì đen tiến tốt 6 hay hơn là vào bình xe vào bắt bắt tượng 5. Còn lựa chọn của Nguyễn Thanh Quỳnh là trực tiếp lên mã giữ tượng. Còn sau lúc này thì chúng ta thấy là bên đỏ bên đen là quyết định là binh 6 tấn 1 và vẫn đang uy hiếp vào tượng. Còn ván cờ đang diễn biến rất phức tạp. Vâng, đến thời điểm này thì Nguyễn Thanh Quỳnh đã lựa chọn là vật phá vào tốt của đối phương và chấp nhận vỡ tượng. Quá nguy hiểm các bạn. Vâng, đòn sát cục cực kỳ nguy hiểm của phía Mạnh Cường. Vâng, ăn sẽ về sẽ là đòn tấn xe chưa hết ngay. Và Nguyễn Thanh Quỳnh đã không tính toán được hết được nước cờ này và nước cờ rất hiểm hóc. Vâng, một đòn sát cục cực kỳ nguy hiểm của phía Mạnh Cường. Như vậy là Nguyễn Thanh Quỳnh đã không tính ra được nước cờ này. Vâng, một đòn phế xe rất hiểm hóc. Vâng, chỗ này mà xếp lại thì cũng khá phức tạp đấy các bạn. Vâng, hai cái thủ sẽ xếp lại hình cờ này. Còn chúng ta vẫn phải chờ đợi ở ván đấu thứ ba và tạm thời tôi sẽ vào tỷ số cho hai cái thủ đáp và đổi biến tên. Và chỗ này chúng ta nói vậy thôi cũng khó đỡ phết đấy các bạn. Rất khó đỡ.
Chúng ta hãy chờ đợi ở vòng đấu thứ ba, vòng đấu rất quan trọng với Nguyễn Thanh Quỳnh. Ở vòng đấu này thì Nguyễn Thanh Quỳnh sẽ buộc phải thắng để nuôi hy vọng, còn ngược lại phía Mạnh Cường chỉ cần hòa vòng đấu thứ ba này thôi thì sẽ giành chiến thắng và cơ hội rất lớn dành cho anh. Vâng, trong những lúc này thường là những lúc có thể là dẫn đến sự trùng xuống đến từ phía Mạnh Cường. Vâng, rất nhiều nhiều trận các cầu thủ thi đấu ở Phương Liệt chỉ cần một ván hòa thôi sẽ giành chiến thắng mà đã để tuột mất. Vâng, cụ thể như chính phía Mạnh Cường cũng đã từng xảy ra. Và gần nhất thì ở giải Phương Liệt 4 vừa rồi thì các trận đấu bỏ lỡ đáng tiếc là đầu tiên chúng ta phải nhớ đến trận của Đinh Quang Hưng. Vâng, Đinh Quang Hưng đã giành chiến thắng trước Vũ Hồng Sơn sau 2 ván đấu. Nhưng ván thứ ba, ván thứ tư thì đều thất bại trước Vũ Hồng Sơn và ván đấu sinh tử thì Vũ Hồng Sơn lại tiếp tục giành chiến thắng và vượt qua Đinh Quang Hưng. Và sau đó thì Vũ Hồng Sơn vào tiếp vòng bán kết thì cũng đã dừng lại trước Trịnh Đăng Khoa ở vòng đấu thứ tư mà chỉ cần hòa thôi. Nhưng Trịnh Đăng Khoa đã có trận nội ngược dòng rất thuyết phục. Và sau khi cân bằng tỷ số ở vòng đấu thứ tư thì Trịnh Đăng Khoa lại tiếp tục vượt qua Vũ Hồng Sơn ở vòng đấu cả trước. Và chúng ta hãy chờ xem Nguyễn Thanh Quỳnh có kịp thời để lấy lại phong độ hay không. Còn nếu như cứ đánh như vừa rồi thì phong độ cao như vừa rồi thì Phi Minh Cường khả năng rất cao sẽ chắc chắn là vào vòng sau. Và cơ hội cho Phi Mạnh Cường ở ván đấu này, Mạnh Cường này được cầm tiên. Vâng, lựa chọn của Nguyễn Danh Quỳnh buộc phải tấn công pháo đầu để tìm ván thắng. Và Phi Mạnh Cường cũng đang hình thành thế trận phản cung mã rất chắc chắn. Vâng, vừa rồi thì bên đen đã chủ động đi C6 tấn 5. Cánh phải của bên đen chúng ta thấy là vẫn chưa xuất cây và đang tập trung chủ động xuất cây ở bên cánh phải, ở cánh trái. Vâng, cần phải ra cây đều cây đến từ Nguyễn Danh Quỳnh. Vâng, bạn Hoàng Thành Trung cũng đang đề xuất các nước đánh dành cho bên đỏ mà bình 3 tấn 1 hoặc bình 7 tấn 1. Vâng, Danh Quỳnh đã có nước mở bên 3, bên 7 rất hay để khống chế các đường binh của bên đỏ. Vâng, nếu mà ở ván đấu này mà phía Mạnh Cường mà hơi trùng xuống thì rất có thể Nguyễn Danh Quỳnh sẽ người giành chiến thắng ở ván đấu này. Vâng, tinh thần thì của bên đen sẽ không còn gì để mất ở ván đấu này. Vâng, như dự đoán của bạn Hoàng Thành Trung, đỏ đã chủ động mở binh và sau lúc này sẽ là đòn phi tượng lên đến từ bên đỏ. Vâng, tiếp tục đánh dành cho bên đen. Và sau đòn này rất có thể Nguyễn Danh Quỳnh sẽ chủ động khởi động các cây của mình ở bên cánh phải. Vâng, rất có thể là đi ngũ thuật pháo, pháo 2 bình 3. Vâng, nhanh chóng dọa bình pháo vào để đối thủ phải tròn tượng, vì không thì sẽ dọa bình 3 tấn 1. Vâng, chúng ta thấy là lựa chọn của Nguyễn Danh Quỳnh đi mã 2 tấn 3 và không pháo 2 bình 3. Vâng, rất nhanh chóng là nước mã 3 tấn 4 đến từ bên đỏ.
Vâng, Hoàng Thành Trung đang chát đỏ lấy nên sĩ hơi sớm. Phải bính 3 tấn 1 trước đỡ được nước ăn voi lên rồi lại phải về con. Vâng, một đoàn hoành xe đang tìm cách để đi xe 1 bình 4. Và đến thời điểm này thì đỏ đã chủ động về tượng để chọn cờ. Và con xe này không thể tấn kỳ hà được. Vâng, quyết định lao mã nên đấu mã. Vâng, phía Bình Cường đã trực tiếp tấn mã 4 tấn 3 và đang đe dọa trực tiếp ăn vào pháo 5 của đối thủ. Vâng, đòn này thì ăn ra tượng biên thì chắc chắn là sẽ không ăn ra tượng biên đâu. Ăn ra tượng biên đối thủ sẽ có nước tấn xe 2 nước. Vâng, kẹp và mã ngay. Vâng, đang trực tiếp đe dọa tiêu diệt pháo đầu. Vâng, bạn Đồng Minh Ngọc đang đề xuất nước đi dành cho bên đen là phải chuyển pháo đầu ra, vâng, đi pháo 5 bình 3. Vâng, để đối thủ mà nào vào pháo đầu thì gần như chúng ta thấy là sẽ ván cờ rất dễ, dễ chơi hình. Vâng, bạn chủ Môn Nậu cũng đang khen phía Mạnh Cường, và phía Mạnh Cường đã giành chiến thắng sau 2 ván đấu và cơ hội rất lớn cho phía Mạnh Cường ở trận đấu này, cơ hội để vào tứ kết rất cao. Bạn Nguyễn Quang Huy cũng đang chat tiếp là vâng, đen ép lạng rồi, đỏ còn có nước pháo 8 bình 6 nữa. Vâng, nước đấy cũng bình vào cũng bắt bí xe và còn nữa con mã phát triển cũng bị động. Đang Danh Quỳnh cũng đang cân nhắc rất kỹ nước đánh và sau nước đi mã 4 tấn 3 đến từ bên đỏ. Vâng, cần phải đưa ra nước đánh chính xác đến từ bên đen và phải quyết đoán. Và nếu như an toàn thì vẫn có thể về voi, đối thủ mà ăn vào pháo thì sẽ ăn tượng lên. Vâng, chúng ta thấy là sau một hồi cân nhắc rất kỹ thì bên đèn là quyết định là sẽ 4 tấn 2. Vâng, sẽ sử dụng con tượng làm căn để giữ pháo 5. Vâng, lựa chọn của phía Mạnh Cường là trực tiếp đi pháo 8 bình 3. Vâng, đang đe dọa có thể vật xuống mã. Vâng, vẫn đang đe dọa bắt cây các bạn. Rồi vật xuống mã, đối thủ vật pháo sang sẽ là đòn ăn mã vào 5. Và sau đó dọa ăn hơn cây. Đối phó lại nước này thì bên đèn đã tìm cách treo tượng lên. Vâng, phía Bình Cường lại tiếp tục tranh tiên. Vâng, đi xe 9 bình 8 dọa bắt pháo. Vâng, cả hai bên vẫn còn
nguyên tất cả các cây chiến, và tạm thời thì tất cả mới chỉ đấu có một quân binh và rất nhiều cây. Và sau đòn treo tượng này chúng ta thấy là bên đen sau này vẫn có thể là chủ động tấn công pháo đầu hoặc cũng có thể đi mã 4 tấn 6. Vâng, nước pháo 2 bình 3 thì cũng là đang tạo đường cho mã 4 có thể là dọa tấn 3 hoặc có thể là chủ động vượt pháo lên. Và cũng rất nhiều đòn đánh dành cho bên đen. Và chúng ta lại chờ xem phía Mạnh Cường sẽ xử lý được cờ ra sao. Vâng, nếu phía Mạnh Cường mà ăn mã vào pháo đầu thì đối thủ sẽ ăn tượng về chứ sẽ không treo tượng lên, vì treo tượng lên sẽ là tiếp tục là nước đấu cây tiếp theo thì sẽ rất còn ít cây, và còn ít cây thì sẽ khó giành chiến thắng. Vâng, nhiệm vụ của Nguyễn Danh Quỳnh sẽ buộc phải thắng ở ván đấu này, còn phía Mạnh Cường thì chỉ cần hòa thôi. Vâng, đề xuất của bạn Hoàng Thành Trung là đi đỏ lên đi xe 8 tấn 4 hoặc tấn lên hà của mình. Vâng, anh em hãy chat các nước đánh của các kỳ thủ để chúng ta cùng nhau tham khảo. Vâng, bạn Nguyễn Quang Huy cũng đang đề xuất là đi pháo 4 bình 3. Vâng, hai pháo nồng và tìm cách dọa bắt cây. Vâng, sau một hồi cân nhắc chúng ta thấy là phía Mạnh Cường đã lựa chọn là quyết định là tấn xe 8 lên trấn hà. Rất nhanh chóng là nước chạy mã ra ngay, vì nước xe 8 tấn hà thì đang dọa binh vào để cô xe mã. Vâng, một nước mở mã mà không đánh vào lăng, vì đánh vào lăng thì không được, đánh vào lăng sẽ bị động, đối thủ sẽ tranh thủ ăn pháo đầu ngay, sẽ bị mất cây. Và quyết định đi mã 6, mã 4 tấn 3 là hợp lý. Còn sau đoạn này thì phía Mạnh Cường mới quyết định là điều pháo 4 bình 3. Vâng, hai con pháo lồng đang đe dọa trực tiếp, đang dọa bắt tượng 7 của bên đen. Vâng, chào bạn Đinh Quang Hưng, chào tất cả anh em. Vâng, như vậy là giải Phương Liệt B cũng đã được sự ủng hộ rất nhiệt tình của anh nữ khách cho giải nhất. Và vừa rồi thì bạn Đồng Minh Ngọc cũng có chat vào, 2 triệu của Đồng Minh Ngọc ủng hộ cho quỹ tổ chức giải sẽ chuyển cho giải nhất nhì ba tư, và mỗi giải là 500.000 đồng. Vâng, như vậy là ở giải Phương Liệt B cũng sẽ là khá cao. Vâng, Đinh Quang Hương đang khen Kulu, vừa rồi thì bạn Chu Bồ Đậu vào thì cũng khen Kulu. Vâng, phía Mạnh Cường đã có hai ván thắng liên tiếp. Vâng, anh Hồ Anh Tuấn cũng đang đề xuất cho nước đi của bên đen pháo 5 bình 4. Vâng, lựa chọn của Nguyễn Danh Quỳnh là trực tiếp xe 8 tấn lên giữ tượng hoặc chưa cho đối thủ khai thác con tượng này. Vừa rồi thì về tượng thì sẽ không được, về tượng sẽ bị mất cây ngay, vì đối thủ sẽ sử dụng song pháo của mình để tìm cách ăn hơn cây, để nghĩa là vượt phá mã 7 của đối phương. Vâng, cả hai bên mới tạm thời đã có mã 7 tràn sang mã 3 tràn sang tấn công. Vâng, sau vâng, các quân canh giữ sau con mã này của hai bên đều là pháo. Vâng, dùng pháo để dìu dắt cho mã lên tấn công. Vâng, thời gian của hai bên đã bắt đầu tiến dần về cái mức thời gian cần phải đi nhanh rồi, 10 phút, 11 phút cho phía Mạnh Cường, trong cái đó thì trên 9 phút cho Nguyễn Danh Quỳnh. Hoặc sau một thời gian ngắn nữa thôi, hai bên sẽ phải đi cày rất tích cực. Vâng, bạn Nguyễn Trung Hiếu có đề xuất là mã 3 tấn 5, rồi bạn Hoàng Thành Trung để đề xuất là đỏ xếp 3 bình 4.
Và bạn Nguyễn Quang Huy đã chát pháo trước thoái một, và Phí Mạnh Cường đã đi pháo trước thoái một rất chính xác như bình luận của bạn Nguyễn Quang Huy. Vâng, đến thời điểm này thì Nguyễn Thành Quỳnh mới quyết định điều pháo 5 ra và pháo 5 bình 4 để né nước qua 3 của đối thủ có thể đe dọa mà 3 tấn 5 để bắt bí. Vì sau này nếu như con đỏ đỏ vật xong xong mã thì đối phương sẽ phải tìm cách ăn pháo lên, và như vậy lúc đấy sẽ khó không có căn để giữ mã 7. Vâng, nước le pháo là rất hợp lý của bên đen. Vâng, ván đấu đang diễn biến rất hay. Vâng, đỏ thì cố gắng tìm cách đánh cho đơn giản nhất là ván cờ. Vâng, đen thì để tìm cách làm sao đấy để tạo ra đường để có thể đánh thắng về phía sau. Và cơ hội cho Phí Mạnh Cường rất lớn ở ván đấu này. Và Phí Mạnh Cường, Nguyễn Thành Quỳnh cần phải có những nước đánh rất tốt về sau thì mới có cơ hội để giành chiến thắng, để tìm cách rút ngắn cách biệt. Và chắc chắn là Nguyễn Thế Quỳnh sẽ phải đem hết khả năng của mình để thể hiện ở ván đấu này. Vâng, thế trận của hai bên vẫn đang khá kín kẽ. Vâng, bạn Hoàng Thành Trung này tiếp tục phân tích là khả năng vẫn phải xe 3 bình 4 thôi. Và Phí Mạnh Cường vẫn đang cân nhắc hoặc sau lược pháo 5 bình 4 đến từ bên đen. Còn bạn Nguyễn Quang Huy cũng đang phân tích là có thể là đỏ có thể đi xe 8 bình 3 còn trực tiếp sang dọa bắt tượng hoặc là đi được pháo sau thoái 1. Vâng, chúng ta thấy lựa chọn của bạn Phí Mạnh Cường là quyết định đi xếp 3 bình 4. Vâng, chủ động cơ động con xe này. Vâng, chào bạn Tây Độc Kiếm Giang Hồ. Vâng, dự kiến giải đấu này các trận đấu chúng tôi sẽ diễn ra vào đúng đến 31 thì các bạn. Vâng, vì chúng ta phải vướng giải Phương Liệt 5A và giải Phương Liệt 5B. Vâng, dự kiến giải đấu sẽ diễn ra vào chung kết của Phương Liệt B sẽ là 30 tháng 1. Và chung kết của Phương Liệt A này sẽ diễn ra vào chiều 31. Và muốn tất cả các trận đấu được truyền đạt được đến tất cả các anh em, vì vậy các trận đấu cân sức cân tài của các cầu thủ của chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp để cho anh em được theo dõi. Và mỗi một lần tổ chức giải đấu thì đòi hỏi công tác tổ chức và sự rồi thì, chuẩn bị tài chính và sự ủng hộ của các mạnh thường quân và rất nhiều yếu tố các bạn. Vâng, trở lại ván đấu thì Nguyễn Thanh Quỳnh đã đi xe 4 tấn 1 giữ tượng và cũng là tìm đường lộng cho con xe này. Vừa rồi thì vị trí đứng con xe này vẫn chưa được đẹp. Và sau trước đó thì nó là hợp lý, nhưng đến thời điểm này thì Nguyễn Thanh Quỳnh là sử dụng tấn xe lên một nước cũng là khá hợp lý. Vâng, Phí Mạnh Cường đang kém thời gian hơn một chút so với đối thủ. Vâng, chúng ta lại thấy là Phí Mạnh Cường là tiếp tục sử dụng xe 8 thoái 1 để bắt bí mã. Vâng, đang lợi dụng nước bắt hơn cây. Vâng, đe dọa pháo vượt sang.
và sau đó là do ăn xe vào để bắt hơn cây. Vâng, sau nước cờ này thì bên đen sẽ phải cân nhắc rất kỹ. Vâng, tấn tốt sang để giữ mã thì đối thủ sẽ có lướt ăn tượng lên và vẫn đang đe dọa bắt cây. Vâng, chủ nhiệm Đặng Đình Dũng của câu lạc bộ phố cũng nên trực tiếp để cổ vũ cho anh em. Vâng, đang khá căng cho Nguyễn Thanh Quỳnh sau lướt xe 8 thoái một đến từ bên đỏ. Vâng, có vẻ là nhưng lại rất khó khăn cho Nguyễn Thanh Quỳnh, chúng ta chưa thể nhìn thấy đường để cứu cây. Vâng, vẫn có thể tấn tốt sang các bạn, ăn tượng lên thì thoái mã về cũng là đấu cây đấy các bạn. Vì người ta ăn tượng lên thì sẽ không có căn để giữ được mã 7. Vâng, như phân tích của tất cả anh em. Vâng, còn bạn Hồ Anh Tuấn thì có đề xuất là phế mã vào vòi sau đó là dọa bình ba tấn một tràn qua, nhưng mà lựa chọn của Nguyễn Danh Quỳnh là bình ba tấn một giữ cây. Vâng, sau đó là nước sẽ đối thủ ăn tượng lên là sẽ thoái mã về năm. Vâng, đòi đấu cây. Vừa là cứu cây mà vừa ép đấu cây, à đòi đấu cây. Vâng, đây cũng là nước bắt buộc của Nguyễn Thành Quỳnh. Và con mã này khá hay là con mã này cũng đang trực tiếp ép đe dọa pháo 3 của bên đen và của bên đỏ. Vâng, ván đấu đang diễn biến rất khó lường. Vâng, tiếp tục là đòn bình nằm tấn 1. Vâng, ăn tốt lên sẽ cũng có thể sẽ là nước thoái mã về và đe dọa vật pháo xuống mã. Vâng, chưa hình. Mà không ăn tốt lên thì đối thủ sẽ di chuyển con tốt này sang sẽ rất bị động cho bên đen. Vâng, sau nước tấn tốt này chúng ta thấy đen đỏ lại vẫn đang chiếm thế chủ động nhất đi. Và đen phải cần phải có nước đánh rất khéo léo. Vâng, ăn tốt lên chúng ta thấy là đỏ vẫn còn có những nước là pháo ba sau vật lên rồi bắt tượng và kiềm đuổi xe. Và con pháo này vẫn đang tiếp tục đe dọa là vật mã 7 của bên đen. Vâng, nước mở tốt rất hiểm hóc. Vâng, di chuyển xe thì sẽ phải chấp nhận đối thủ có thể là ăn pháo lên tượng. Hoặc là đối thủ có thể vẫn giữ được tốt.
Vâng, lựa chọn của Nguyễn Danh Quỳnh vẫn là chủ động ăn tốt lên. Vâng, sau nước vượt cây này chúng ta thấy là đỏ đang đe dọa bắt cây. Vâng, vừa quân pháo vừa nên vừa dọa đuổi xe và vừa dọa bắt mã. Vâng, cường cô lô thì cái đấy do mình cũng không biết được nữa. Vâng, có thể anh em khác sẽ giải thích được chính xác hơn, mình thì không nắm rõ cái tích và tại sao lại gọi cường cô lô. Vâng, lựa chọn là xe thoái một để khống chế mã là hợp lý, đối thủ vừa ăn mã thì sẽ là được ăn xe sang dọa bắt đôi. Vâng, thời gian đang rất ngắn cho Nguyễn Danh Quỳnh, 1 phút 16 giây, trong khi đó thì phía Mạnh Cường còn 5 phút. Vâng, thời gian vẫn đang có lợi cho phía Mạnh Cường. Vâng, cơ bản sẽ có thể là nước mã 3 thoái 5. Vâng, chúng ta thấy là phía Mạnh Cường rất bình tĩnh về tượng và cũng không vội ăn mã về tốt đầu của đối phương và bình tĩnh thoái tượng về. Vâng, Danh Quỳnh phải nhanh chóng đưa ra nước đánh của mình vì thời gian không còn nhiều dành cho anh. Vâng, chỉ còn tính bằng giây thôi. Vâng, 18 giây cho Nguyễn Thành Quỳnh. Vâng, cần phải đi cây tích cực lên, không thì sẽ cháy đồng hồ. Vâng, lựa chọn là đi mã 7 tấn 5. Vâng, con mã này đang sẽ đe dọa ăn pháo 3 của đối thủ. Vâng, sau lượt đấu này hai bên sẽ bước vào xô sát. Vâng, Danh Quỳnh sẽ phải đi nước đi liên tục, phải cực kỳ nhanh. Vâng, thời gian không còn nhiều. Vâng, một nước chủ động đóng pháo vào để chống nước đối thủ đi mã 5 tấn 7. Mã 5 tấn 7 sẽ là đòn, vâng, cũng là vẫn là đòn ăn nên giữ cây. Vâng, trực tiếp đóng pháo vào để bắt cây. Chúng ta thấy là Danh Quỳnh đã lợi dụng này binh 5 tấn 1 chẳng qua ép pháo phải vật lên. Vâng, 8 giây cho Nguyễn Danh Quỳnh, gần 4 phút cho phía Mạnh Cường. Rồi, Nguyễn Thanh Quỳnh đang có lợi thế giữ được tốt đầu nhưng đây là một đòn mã rất hiểm hóc. Và chúng ta hãy chờ xem. Vâng, con mã này đang dọa bắt xe 5 và dọa là để đối phó ra sao. Chúng ta thấy là đèn đã quyết định điều pháo sang để cản mã.
Vâng, một nước mở mặt pháo để chạy pháo để mở mặt xe rất hiểm hóc của Phí Mạnh Cương đang đe dọa xe 3 Tấn Chiếu. Vâng, sau nước cờ này thì Nguyễn Thanh Quỳnh bị rụng kim các bạn. Vâng, rất đáng tiếc Nguyễn Thanh Quỳnh cần phải đi cây tích cực. Vâng, vừa rồi thì cũng rất khó chống đỡ ở nước cờ này vì con xe cũng không thể giật về để chống nước chống vị mã được, vẫn phải xe đỏ vẫn có thể tấn chiếu bình thường. Và sau đó là sau đòn ngược mã chiếu rất hiểm hóc và tướng sẽ phải trèo tầng 3, và sau đó là những đòn đánh cực kỳ nguy hiểm. Và chúng ta thấy là Nguyễn Thanh Quỳnh đã rụng kim ở ván đấu thứ ba, ván đấu rất quan trọng này. Vâng, như vậy là sau 3 ván đấu thì Phí Mạnh Cương đã giành chiến thắng cả 3 ván, và một chiến thắng rất thuyết phục của Phí Mạnh Cương. Và Nguyễn Thanh Quỳnh mặc dù đã rất cố gắng nhưng không thể nào có một ván thắng trước kỳ thủ Phí Mạnh Cương, và phong độ của Phí Mạnh Cường thật tuyệt vời. Và xin chúc mừng Phí Mạnh Cường đã vào tứ kết và xin chia tay Nguyễn Danh Quỳnh, và Nguyễn Danh Quỳnh sẽ dừng bước tại đây và vận đấu rất tốt của Phí Mạnh Cường. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn các nhà tài trợ đã ủng hộ cho giải đấu này, và cảm ơn tất cả anh em kỳ thủ đã rất nhiệt tình tham gia giải đấu, và cảm ơn khán giả cũng đã quan tâm đến trận đấu và đã có những chat chia sẻ rất tuyệt vời dành cho các kỳ thủ. Vâng, buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi cũng xin phép được dừng tại đây, và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại tất cả anh em.